không có gì phải lăn tăn cả. Nai từ đây về tận quê 70 cây có thùng đảm bảo như thế này đấy. Lần đầu được nuôi là được, không phải no đâu. Có gì anh tham gia? Anh tham gia vì bọn em bây giờ đi tìm đường làm kinh tế chứ chẳng nhẽ bên anh thì làm thành công rồi chứ phải không đâu. Bắt đi, hai thằng cùng bắt cho nhanh. Đây này, em cầm thùng này răng cái đàn này bắt này. Kệ nó kiểu của nó thế đấy, nó ngủ là nó thế. Chứ không phải nó chết đâu. Nó ngủ bao giờ trông nó như là bị chết rồi nhưng mà không phải. Đây này, nó ngủ chứ cái giống này nhiều người không biết thì bảo nó chết rồi nhưng mà nó không chết tí nào đâu. Nó cũng thế, đúng rồi đấy, thế là chính tỏ em còn hiểu. Bên này nhỏ. Ngủ nó phải lấp xuống. Đấy em bê luôn ra ngoài đi. Em bê luôn ra ngoài cho đồng chí kia bắt. Nhà là có chuồng rồi gì? Thế được. Đấy đây, con trong trong đấy. Có con nào? Con nào đầu to em bắt đây. Con nào đầu to bắt. Con nào đầu to bắt. Ừ. Con nào đầu to bắt. Con nào nhìn nhanh nhanh chân thẳng, chân to bắt. Mấy con rồi em? Ngoài đấy 5 con đi bắt thêm 5 con nữa. Đây nó làm thế này anh hỏi em biết thế nào rồi. Cứ đầu to bắt. Đấy. Đấy con đấy, đúng rồi đấy, anh chấm con đấy. Đấy con đấy, được 5 con rồi. Con này to hơn, con này to hơn. Con to thôi. Con tiếc con giết con rô. Thôi là bắt đầu là sự nghiệp bắt đầu. Sự nghiệp bắt đầu từ đây. Cứ làm đi, không phải sợ đâu. Làm là được. Phải đi tìm đường cứu nước thế. Lấy cái lắp đậy vào em ạ. Thế. Đủ chưa? Đó xem nào. Cái đâu lại thiếu 5, ok. Em muốn 5. Đấy bê ra ngoài này để anh lấy băng dính anh bảo anh em dán luôn. Có mang dây co rồi đúng không? Em không. Có dây đầy đủ đây, dây. Dây thùng. Ok. Úp vào đi.